Mua cho chị đôi bông dây chuyền, cái mặt dây chuyền hộp tròn là 6 ly 3, đôi bông là 5 ly 4, lại tự chị ý cho chị chọn. Nhẫn này là nhẫn cầu hôn lần đầu tiên 10.000 đô, sau mua cặp nhẫn cưới với sợi dây chuyền với đôi bông là 18.000, là tổng cộng 28.000 đô. Chị vẫn còn đeo nè Nguyên Quỳnh. Nói Đấy. chung ngày đầu tiên đi ăn cũng dẫn theo, À. đi chơi ở đảo California cũng dẫn theo, ngủ chung phòng vậy đó. Rồi em chào chị ha. Hai chào em. Em rất chưa vui, nhưng mà em không vui tại vì chị quay lại với chương trình hôm nay, đáng lẽ là em sẽ được ăn đám cưới rồi, nhưng mà bây giờ em lại là buồn. Bởi vì chị chị còn bị chết hơn nữa đó. Chị đang làm, chị phải bay về Việt Nam 2 tuần, coi như là 20 mấy Tết thì chị phải chở, chị đi bác sĩ nằm nhà thương, ta nói chị muốn qua thần kinh trầm trọng, chị phải quay trở về. Trở về thì chị có một cục tiền mấy chục ngàn mà chị không có hay, chị chơi hụi đó mà hụi mãn chị còn không hay đó. Cái nhỏ chủ nó đem lại cho chị mấy chục ngàn, chị nói ủa tiền đâu, nó nói hụi mãn bộ chị không lấy tiền. Chị thấy chị thấy dễ thôi, chị chạy về Nam chơi bữa 24 tới 24 tháng 2, chị mới qua đây bữa 12 tây tháng 4. Bây giờ chị lưu rồi nhưng mà trong đầu chị vẫn còn nhớ, như là hơi hơi bị sốc nặng quá. Chị bây giờ đó thì chị giới thiệu lại mình đi ha, rồi mình sẽ tâm sự tiếp về vấn đề đó ha. Chị giới thiệu về mình đi. Chị là tên Quỳnh Thị Kim Thủy, ở bên Mỹ thì gọi là Thủy Quỳnh. Chị năm nay sinh năm 67, chắc 58, 57, 58 gì đó. Chị là gái miền Tây, quê ở Cần Thơ, nhà ngay Bến Ninh Kiều. Chị còn căn nhà đang cho thuê. Ở bên đây thì chị ở Riverside ở California, chị làm nail. Chị qua bên Qua đây. đây là được 15 năm. Chị chào cộng đồng ha, chị chào cộng đồng đi. Chị xin chào cộng đồng của cả nhà, một ngày an lành, vui vẻ, hạnh phúc. Với chị chào gia đình của em Nguyên Quỳnh. Cảm ơn chị. Chị rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Ông xã chị thì bị ung thư gan mất 6 năm. Rồi chị đi Chị qua đây là chuyện gì? đi viện máu lạnh, gia đình lạnh, tại vì nhà chị đi HO 10 năm 93 mà, tại chị có gia đình chị bị gớt lại. Rồi chị có được mấy người con? Chị có hai thằng boy, một cậu thì 30 mấy tuổi có vợ ở bên Georgia, có đứa con gái 3 tuổi, còn thằng boy út thì 24 tuổi, sinh năm 2000, thì đang học nghệ thuật của điện ảnh Hollywood đó, và cũng có đóng phim rồi với làm mà Disneyland phụ thêm, tại vì cậu nó rất đẹp trai mà rất là thích cái ngành nghệ thuật. Giỏi ha, con chị giỏi ha. Yeah. Chị rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Chị hả? Chị ưu điểm thì thích đi chơi du lịch với vui vẻ với làm thì làm, chơi thì chơi thoải mái bình thường, hòa đồng bình thường vậy thôi. Còn khuyết điểm của chị? Khuyết điểm là chị hay hờn hay giận, chị dễ giận lắm, chị rất là dễ giận luôn, nhưng mà chị giận thí dụ trong lúc chị nóng là chị giận hờn, chị hờn mát lắm, nhưng mà trong vòng cao lắm là chừng 15 phút 20 phút là chị hết giận này. Chị Nếu ơi, người đó định tấn công chị, đừng tấn công chị, để cho chị yên là chị hết giận không? chừng 5 phút chị cũng hết giận như ngộ vậy. Vậy thì tốt. Chị rồi, bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Mà Chị bình thường uống rượu hút thuốc gì cũng được, nhưng mà nếu không có thì rất là tốt, mà nếu người có đạo tin lành thì tốt hơn, nhưng mà đạo nào cũng được, nhưng mà đừng có gia trưởng, đừng có làm quyền là được rồi, bình thường bình dân. chị có nghĩ người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không?
từ 55 đến 65. Dạ. Con chị có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? Có, con chị nói tại vì hai đứa nó có hai cái cuộc sống riêng, với hơn nữa sống Mỹ là thuộc diện nít Mỹ vậy, nó có chen vô, cho nên nó nói má nếu có bạn thì tốt. Chị qua Mỹ được bao lâu? Chị qua năm 2010. Gia đình chị có được mấy anh em chị? Bảy chị em, ba gái bốn trai ở Mỹ hết á. Ở Mỹ hết hả? Rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? Cao của chị 1m6. Khá cao. Dạ, Rồi. chị nặng thì 60 kg, 58, 60 trở lại thôi. Bây giờ thì con chị lớn rồi, cũng có gia đình rồi, thì thời gian rảnh rỗi của chị cũng khá nhiều. Những lúc rảnh rỗi chị thích làm việc gì? Chị thích nấu ăn vô bếp à, Vậy thích hả? làm bánh nấu, bún nấu, bất cứ cái gì tự nhiên chị đam mê về nấu ăn thôi. Chị thích từ nhỏ lớn rồi, với hơn nữa khi chị mới qua Mỹ chị đã đi làm nhà hàng mấy năm rồi. Sau này tại vì bạn chị nói làm nhà hàng rất là cực, mà cực thật, nhưng mà đi làm nail đi thì chị mới đi thi lấy cái bằng nail, chị làm nail luôn tới giờ. Đam mê nấu ăn làm bánh vậy thôi. Đam mê nấu ăn rồi chị ở có ở chung với ai không? Nấu một mình sao ăn hết? Chị ở gần em gái với ba chị rồi đó, thì chị nấu rồi chị bưng qua, với chị hay đem vô tiệm nail mời mấy chị em lắm. Chị rồi chị thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Trung bình bình thường, tùy duyên, thí dụ gặp trời ban cho mình cái gì thì mình nhận cái đó, nhưng mà chị cầu mong là hạnh phúc, chứ chị không có cầu mong mà gặp nhau để xa nhau. Tại vì cái đó mình không có ý kiến, tùy duyên. Nhiều khi chưa đủ duyên. Chị cũng lanh, chị cũng lanh, cũng vui vẻ lắm. Chị nói hoạt bát vui vẻ thì ok, good thôi, không có gì. Ít nói quá nhiều khi đôi khi người ta cũng hơi hơi khó. Tùy duyên đi. Chị có thích anh ấy có tính lãng mạn không? Hả? Chị có thích anh ấy có tính lãng mạn không? Thích chứ, lãng mạn người phụ nữ nào cũng thích hết đó. Chị tới Mỹ cũng khá lâu rồi, chị có đi du lịch các tiểu bang khác không? Chưa, chị mới đi Chicago là bên má năm chị, là người cô á. Chị làm neo bển với chị đi chơi trà bên con chị, chơi với đi siêu tổ á, bên Washington á. Chị cũng đi mấy tiểu bang lạnh không ha? Chị Chị chuẩn bị đi tàu tháng 10 này đi châu Âu á. Thoải mái ha, đi du lịch suốt à, giờ là con lớn rồi. Tại vì mình làm á, với mình thấy cuộc sống nó ngắn ngủi lắm, thì lúc nào mình cảm thấy vui vẻ thì mình đi, với mình làm được thì mình hưởng đi. Tại vì chị không có suy nghĩ gì dài gì lâu, tại vì cuộc sống ngắn ngủi lắm, bắt bất cứ lúc nào mình thích hợp với mình thấy vui vẻ là được rồi. Bà mất bao nhiêu tuổi mất chị? Mất năm đó anh đó lớn hơn chị 12 tuổi, và mất năm đó là 62 tuổi. Chị rồi chị mới đi về Việt Nam đây hả? Chị về bao lâu? Chị về 6 tuần. Khá lâu ha. Anh mất thì hai vợ chồng có căn nhà ngay mặt tiền, ngay cái khu khu đó là khu kinh doanh tối, người ta bán bia, bán đồ nhậu ăn chơi buổi tối đó, ngay bến Ninh Kiều đó. Thì chị có cho thuê, chị chưa có bán, tại vì nếu mà chị có gia đình đó chắc có lẽ chị bán rồi để chị
kiếm một ngôi nhà nhỏ nhỏ để sống. Còn bây giờ chị một mình thì chị chưa có tính, nhưng mà đam mê của chị thích mở nhà hàng, nhưng bây giờ tuổi này thôi chị không suy nghĩ xa nữa. Phố đi bộ, phố đi bộ ở đường Bến Kiều hả chị? Trung Dạ tâm. dạ như hàng dừa đó em, nghe chợ nhà lọc cổ luôn đó. Giờ nhà đó chắc em nghĩ chắc đắt dữ lắm ạ. Dạ ngay đó là nó rất là có giá trị. Ở bên chỗ em mà thành phố nhỏ hơn bên bển, mà khu đi bộ, phố đi bộ còn mắc, bên chị chắc mắc lắm. Chị đi về một mình thôi, con chị có theo không? Không, con chị nó không có đi. Rồi chị về bển là không còn ai bển hả? Chỉ còn bà con thôi À, hả? vì cậu mở bên nội với bên ngoại, mà chú cô mà còn người lớn tuổi thì qua đời hết rồi. Dạ ngoại thì ở Cần Thơ, nội thì ở quận nhất đường Bùi Viện á, ở hẻm 8498 á, chỗ khu phố đi bộ luôn, bước vô là gặp nhà liền nè. Chỗ đó ngủ thì hơi khó, nó hơi ồn ào, lên tuốt lầu trên á ngủ đóng cửa kiến cũng đỡ. Hôm trước em có đi về, em có đi vô đó đó, cũng vui quá, chỗ đó vui quá, anh Trần vui luôn á. Dạ vui lắm, chỗ đó chơi sáng đêm. Chị, như hồi nãy em nói là em cứ nghĩ là em sẽ nhận được tin là ăn đám cưới của hai người, hoặc là ít nhất là chị cũng gửi hình cưới cho em, hoặc là gửi video cưới cho em, nhưng mà em thấy Dạ hình cả trên Zalo của chị rất là hạnh phúc luôn á, nhưng mà chị em nhận được cái tin em rất là bất ngờ, rất là sét đánh luôn á. nên chị bị sốc rất là nặng, chị nói thiệt. Tới bây giờ dường như là chị chưa được clear hết luôn á. Chị lúc nào dường như ngày nào cũng để cũng cũng nhớ tới người đó, mà hãy chị nghe nhạc cũng dường như là cái câu nhạc mà thương ly biệt á, dường như là cái nguyên cái album đó nó gớt vô trong cái tình cảnh của chị không, cho nên chị chưa lia được, mà kệ đi, từ từ nó sẽ quen. Đúng là cái gì cũng cần phải có thời gian. Nhưng mà Dạ chị với anh ấy là chia tay bao lâu rồi? hôm tháng 11 Tháng 11 cũng mới đây hả? nhà tự y gọi tới rồi y xin bay qua rồi y cầu hôn chị liền luôn. Bất ngờ chị hỏi anh có coi kỹ chưa, nó coi kỹ rồi, rồi chị mới hỏi anh có lên chương trình của Nguyên Quỳnh không, nói anh không có thích. Còn Đó là chương trình đăng ký hội viên chứ không? nhưng mà y dễ thay đổi đúng không, Chị chị đau lòng. thì em coi trên hình đã thấy hai người rất là vui luôn, rất là hạnh phúc luôn, em cũng thấy rất là vui, nhưng mà tự nhiên chị nhắn là em rất là bất ngờ. Em thấy chị chúc phúc chị cũng mừng. Đúng ra tháng 3 vừa rồi á, là đám cưới tại Việt Nam, rồi qua Cali là tháng này đám cưới luôn nè. Vậy đó hả? Mà tự nhiên cái y lia chị một cái chị không ngờ luôn, hai người đang giận nhau tự nhiên cái lóc số, lóc Facebook, lóc TikTok hết, chị không hiểu luôn. Khi hỏi lại mấy người quen quen thì y không có nói thẳng chị, mà y nhắn nói là chị không thương y chị thôi. À Nhưng mà chị có làm gì cho anh ấy là hiểu lầm không? không, nhưng mà giờ đi chụp hình với người này người kia thảy qua chị rất là nhiều, nhưng mà thảy qua những các số phone những người quen của chị hồi xưa chị giới thiệu đó, người ta đưa chị coi, người ta nói thôi quên đi chị, người gì có không đáng. Nhưng mà ý là 68 tuổi rồi, làm ở Costco chỉ có 2-3 năm nữa là y về hưu rồi. Y muốn chị bay qua tiểu bang đó ở, chị cũng định về bán nhà qua để kiếm nhà đau để ở, thì chồng đau vợ đó, con chị cũng ủng hộ vậy. Y có đi qua con chị chơi mà khen y nữa, mà sao chị không hiểu, thật sự cuộc tình này chị không hiểu luôn, bởi đến cho dội vàng mà đi cũng dội vàng luôn. Nhưng Y mà mua cho chị đôi bông dây chuyền, cái mặt dây chuyền hộp tròn là 6 ly 3, đôi bông là 5 ly 4, là tự chị y kêu chị chọn. Nhẫn này là nhẫn cầu hôn lần đầu tiên 10.000 đô, sau mua cặp nhẫn cưới với sợi dây chuyền với đôi bông là 18.000, là tổng cộng 28.000 đô. Chị vẫn còn đeo nè Nguyên Quỳnh,
Wow. Là chị hai người dự định đám cưới rồi, cầu hôn rồi, ngày cưới rồi chuẩn bị Dạ, sẵn hết luôn rồi đó. xong rồi, hết rồi. Chị nói thiệt luôn, chị bởi vì chị Việt Nam bạn hỏi chị cũng hơi mắc cỡ, chị cũng người ta nói chị á, ủa nhìn mày cũng đâu có tệ đâu, nhưng mà chị cũng đâu hiểu đâu, chắc tùy duyên ngưng ơi, dường như chị không hiểu, khó hiểu à, từ nhỏ đó chị. Nhưng mà chị có lo hỏi ảnh lý do sao ảnh nói chị câu đó là không thương ảnh không? Nói chị không thương, Nhưng mà chị phải hỏi lý do vì sao nói câu đó mới được chứ. nói học thương thật lòng, tại vì nói chung á là chị không có ở không, chị đi làm tối ngày mà, thì người ta muốn bỏ rồi, người ta nhiều lý do lắm, không không hợp này không hợp kia, nói chung là vậy. Anh qua chơi nhưng mà chị đi làm, chị không có ở nhà. Chị hỏi anh có còn em nhà không, nói thôi em đi làm đi, tại vì anh cũng đem cái máy theo để anh làm rồi tối về. Hai người quen được bao lâu chị? Mấy tháng? À, theo chị đếm là 5 tháng á, quen đúng tháng 5 luôn, Rồi chị có qua chỗ anh hai không? ba hai ba tiệm nail biết ổng hết trơn á, biết rất là nhiều luôn. Nếu mà cô đó mà lấy ổng á, là tôi nói thật chứ mấy người làm nail là khi dễ chứ đâu, nói làm gì là quá đáng. Chị mới vừa quen là ngày đầu tiên ảnh dẫn chị đi chơi mua chiếc nhẫn, chị còn ngủ cổ đi theo nữa đó. Cô cái bạn của trên đời có ai mà ngu như chị không. chị cô bạn của chị hả? Chị dẫn bạn chị theo hả? Ừ, nhưng mà cô đó không có quen, cô đó không có quen mà ông đi Việt Nam cưới vợ. Nghe nói thôi, nhưng mà có hay là không thì chị nói chị không biết, tại chị có qua tiểu bang của y lần đó. Có hả? Dạ Đi với ảnh hả? thì đó, đi với ảnh mà phải đi mình là hạnh phúc rồi, giờ này đâu có chuyện rủ theo cô kia đi nữa, tại vì á ổng có tiểu bang khác. Chị rất là nhát, hồi nào giờ chị không có giỏi tiếng Anh là chị không có dám đi đâu, rồi chị biết người ta bán mình ha, ta làm gì mình sao mình không biết đường về quê sao, chị mới rủ cổ đi theo. Cho nên từ đây về sau dù chị có mất mạng, chị cũng không rủ ai, mà chị cũng không giới thiệu ai, mà chị cũng không khoe ai, cho chị nói thiệt không bao giờ dám khoe ai luôn. Trời ơi, hai người đi chơi dẫn thêm người thứ ba của Bởi vì ai nói tức nhưng là mà nói chung do người đó nha em ơi, người đó mà nếu chặt lòng thì dù cỡ nào ta cũng không có khe đâu. nhưng mà cũng đâu đó là duyên số, nhiều khi mình không có duyên với họ mình Cũng hiểu tùy duyên đó, nhưng mà cú sốc này nhỏ lớn chị mới nhận lần đầu tiên thiệt đau lắm. Hồi thời con gái chị có bồ cũng đâu có chuyện này xảy ra đâu. chị, nhưng mà chị thấy ảnh cũng rất là thiệt nhiệt tình với chị, mới qua mà nhẫn tặng nhẫn kim cương mua đồ hết là 20 mấy ngàn, cũng đâu có phải là ít đâu. Đúng rồi, lo cái đó là cái chánh, còn cái phụ nữa lo từ ly từ tí luôn á, cho nên mình mới bị đau đau rất là đau. Chứ nếu một người sở khanh người xấu á, chị đâu có khe đâu, đúng không? Cái gì cũng vậy, con người ai cũng có trái tim rung động, cũng có dỉ máu hết trơn, chị đau lắm. Thì cứ nghĩ là mình đám cưới xong rồi, ngày cưới cũng đã định rồi, nhẫn hộp tròn đi bông đồ mua hết đồ rồi. Em cũng còn bất ngờ đây, em nghĩ như là chị nói chơi nó giỡn không, em thấy Một khi á, là chị lên mạng, chị ta đưa lên mạng rồi là chị không có sự lựa chọn nữa. Một người đó rồi chị đâu có thích ai quen, chị cũng khó lắm, không có dễ quen đâu. Nhưng mà bởi vì trên cộng đồng mạng ai cũng thấy chị một thời gian không có, hỏi quá trời chị không biết đừng trả lời luôn. Thông thường thấy chị hay bỏ hình đồ lên phải không? Hình rất là nhiều luôn đó, Facebook, TikTok nè, Zalo nè, ai cũng nói chị đẹp đôi, rất là xứng luôn. Ổng lớn chị 10 tuổi đó, mà nhìn ổng với chị xứng như sợ. Cũng đỡ buồn. Thì chị có sở thích hát karaoke hoặc là shopping gì không?
Chị thì cũng thích tre, cũng thấy thích đi shopping mà ít khi lắm. Chị làm mỗi Thì tuần nó là chị đều đi nhà thờ hả? dạ anh Tùng đi nhà thờ một bữa. Rồi hôm trước chị đi về Việt Nam á, chị nói là nhà cho thuê rồi, rồi mình về mình ở đâu? Chị ở nhà người mợ. Dạ. Cũng gần gần đó luôn. Cho thuê nguyên căn luôn hả chị? Dạ, ta thuê nguyên căn, ta làm salon tóc á. Đam mê nấu ăn rất ngon mà định nhờ mở nhà hàng mà bây giờ không mở nhà hàng nữa. Chị thích nấu ăn lắm. Nếu mà chị có không gian bếp là tối ngày chắc chị làm bánh hoài, tại chị thích làm bánh mấy cái bánh nhân gian Việt Nam đó, thích lắm. Chị làm bánh bò, làm bánh da lợn, làm bánh ít trần, làm đủ thứ hết. Chị chán mới đứt tại nhà ăn hoài đó. Ở đây chị đâu bao chị mua đồ nghề Việt Nam qua, đâu bao giờ mà chị đi chợ mua bánh ướt ở ngoài đường đâu. Chán rất là dễ. Chị có đồ nghề, nếu một dịp nào mà chị tới em, chị cho em bộ chán rất là dễ. Em chồng vô cái nồi, em chỉ mở nước sôi lên này, em pha bột, em chán tại nhà ăn rất là nóng mà rất là ngon, mà sạch sẽ gọn gàng lắm. Quý quán gì ở Washington á, kêu bạn gì, gì cái bạn gì city gì đó mà ở bên Washington á, bay qua 200 mấy à. Bay qua nhà ảnh rồi dẫn cô bạn theo. Dạ. Nãy Chị chị sợ nói đó chị đâu dám đi đâu. Nói đó chung ngày đầu tiên đi ăn cũng dẫn theo, đi chơi ở đảo California cũng dẫn theo, ngủ chung phòng gì đó. cô đó cũng độc thân, Câu đó cũng thôi chồng. tại sao không kêu cô đó lên kênh tiền mà dẫn theo chưa? Dẫn theo thì chị kêu hỏi anh bạn của chị có ai bạn nữa không, dẫn thêm người nữa. Vậy nhiều khi ông ấy nói là chờ chuyện hai người tự nhiên dẫn theo, là dẫn cô đó đi chơi theo, rồi cái chị giới thiệu bạn này bạn nọ rồi đi qua tiểu bang đó đó, là con của bác xui của cái cô đó đó, mấy là quen với cái cô này, thì cô này mới dẫn lại nhà chơi, thì giới thiệu ra ổng quen được người này người kia, rồi rồi xong rồi vậy thôi. Chứ ổng qua đó ổng chưa từng quen ai, chỉ mới biết quen chị Cali thôi. Gọi là người ta gọi là có trăng quên đèn đó. Bây giờ có bạn nhiều rồi, ổng đâu có cần tới nữa đâu. Hồi một lúc mà chị giận ổng thì ổng nói là nếu mà không được em thì thôi anh bỏ cái suy nghĩ mà đi tìm bạn nữa. Có nghĩa là dẫn nhiều người quen với nhiều người biết tới rồi ảnh quen nhiều người quá rồi nên là không 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 quan tâm tới chị Dạ. nhiều Dạ. rồi. Nhưng mà rốt cuộc Đúng rồi. thì ổng có quen với cái cô bạn của chị không hay là quen với ai? Không, quen cái mấy người bên mà giới thiệu đó, chắc giới thiệu là cho về Việt Nam cưới hay gì đó, chứ không có quen với cái cô bạn của chị. Tại vì có người xúi cô đó quen đi, ổng tốt đó, tốt với thị lắm, nhưng mà cổ nói không, đâu có quen vậy, kỳ vậy, đâu có quen vậy được. Nhưng mà rồi giờ mà chị với lại cô bạn còn còn chơi với nhau Không, chị lia rồi. Ổng đi qua ăn Tết ở California đó, mà ổng đi chung với người đó, không đi với chị, không lên chỗ nhà chị luôn, mà nhắn tin với chị á, đòi đồ. Chị nói không, em có trả anh đâu, tại vì tự anh bỏ em chứ em không bỏ anh. Nhưng mà đâu có vụ gì mà chia tay mà đòi đồ, không bao giờ. Nhưng mà khi cái tin nhắn lúc trước giận á, thì ổng đó, chị đòi trả ổng thì ổng mới nói không, những gì anh cho em là để em làm kỷ niệm đẹp đi, chứ anh không có lấy, anh đàn ông mà. Bây giờ không biết ai xúi ổng, ổng đòi, chỉ đòi đơn giản, cái cách đòi của ổng không có giống như người ta mà đòi để lấy cho bằng được của. Chị mới tặng lời sinh nhật ổng là cộng dây chuyền mấy lượng đó, chị mua mấy ngàn đô á, 3.000 mấy đô, thì ổng đòi trả. Chị nói không, đồ em đã tặng anh, em đâu bao giờ đòi, anh không thích anh cứ quăng ra đường hay thùng rác gì đi, anh bỏ đi, em đâu đòi anh đâu. Vậy thôi. Bởi chị không hiểu luôn, Nhưng mà rồi rút kinh nghiệm chị không rủ ai mà chị họ chả có giới thiệu. Tại vì ổng bước vô tiệm nail chị lần đầu tiên đó, ổng xin chị bay qua đó, là sáng mơi là xế xế là ổng đã bay tới rồi, ổng đi vô ổng tặng chị cái đồng hồ này nè, với cái bó bông hồng nè,
rồi bà chủ má mới mở ra, bà gắn đeo cho chị rồi chụp hình, hình đó còn nữa đó. Rồi xong rồi ở trong tiệm chúc mừng quá trời, nó trời ngồi làm đeo từng 7 ngày mà sao nó có bồ hay ta. Cái tôi nói tại trước khi ổng gửi tin nhắn, ổng C2 chị rồi ổng xin phép chị qua đây giới thiệu cái nguyên cái lịch sử, như là ổng xin đưa cái hồ sơ để xin việc làm nha, chị mới đưa người này người kia nói hỏi ok không. Thì bà quen đi, bà già rồi, bà đâu có mơ gái mới lớn lên làm sao mất mất chinh hay này nọ mà sợ. Thì nếu tốt thì mình cứ quen, mà xấu thì mình đừng quen nữa thôi. Đó là trong tiệm bất cứ ai cũng biết. Bà chủ lâu lâu hỏi chị hoài sao rồi, nói coi như là không có duyên, mà cái cô đâu có bạn, y đặng chị nha. cô bạn của chị á, có ở chung làm chung với chị không ha, không có làm chung. Mới đầu làm chung chị nói bà chủ là cổ làm tiệm khác, chị làm tiệm khác, tại bà chủ cho tới ba cũng tiệm này. Từ chị giận người đó, chị thấy đi chơi, chị lên cái face của mấy người đó đó, chị coi lén, chị thấy ổng đi chơi mấy người đó ở dưới Phú Thọ vừa Tết vừa vừa rồi đó, là lúc đó chị đang bị chết đó, chị đang bị nằm nhà thương Việt Nam và nhà thương Mỹ, nó nói chị là sắp sửa qua cái thần kinh trầm trọng đến mức độ mà ở Việt Nam mà chị định đi tới cầu Cần Thơ nhảy luôn rồi đó quên quên, dường như là có người cứu chị hay gì á. Cái con chị nó mới nói chị á, má sống rất là ích kỷ, má ở mười mấy năm không sao, ông đó mới tới có mấy tháng mà má phải như vậy sao, má rất là ích kỷ, má đâu có nghĩ tới mấy đứa con, nói vậy luôn á. Chị nói thiệt với Quỳnh, chị rất là sốc, mà sốc rất là nặng luôn. Chị khóc không phải gì, chị mất ổng mà chị khóc, chị đau lòng á. Chị không ngờ á, chị nói thiệt, một ngày một chị đang yên lành, một ngày đẹp trời tự nhiên xuất hiện để làm gì chứ, chị nói thiệt. Ví dụ như em hỏi ủa sao sao vậy chị, em thấy chị đẹp đôi quá sao chị hỏi, mà chị nghẹn lời, chị cũng không biết nói, vừa mắc cỡ mà vừa không biết giải thích như thế nào. Chị mà giỏi tiếng Anh á, chị đi theo mà chị không sợ, còn này tại chị rất là dở, rồi hơn nữa với chị nhát lắm, nhỏ lớn chị nói về bếp núc gia đình nhà cửa con cái là chị number one á, chị nói thiệt, chứ còn nói đi chơi ra đường chị không có đâu, Việt Nam tối ngày chị không biết không, mà bên chồng chị khó ăn. Hồi xưa chị mới lớn lên chị đi học nghề uống tóc á, làm nail, cái gọi chị đó biết rồi có mối, cái chị giới thiệu ông chồng này, chứ chị cũng chưa quen nữa, đúng 7 ngày ông đó lại cưới chị luôn á. vậy đó hả? Cái má chị nói có giấy đi Mỹ, cái chị mới nói trời đi Mỹ chắc nghỉ chết đi, sống lại chưa đi nữa. Sao má bà nói chuyện như là giấc mơ vậy. Rồi nói, má chị mới nói nếu có chồng mà khổ là không được khóc, mà khóc là không bao giờ, đừng bao giờ kêu tới tôi nữa nghe, tôi chấp nhận gả đó, là chị cũng gả là mai không, mà số chị sao á, tại vì nói chung là nhỏ nó chị bếp núc đi chợ em út cơm nước thôi, chứ chị ít có đi chơi lắm, cho nên chị không có bồ. Chị đó chị thấy chị giỏi đó, rồi đi học nghề đó làm rất là giỏi luôn á, chị tới bây giờ nghề chị cũng rất là giỏi, chị làm có tâm lắm, khách Mỹ nhiều lắm á. Rồi rồi chị thấy giỏi quá, chị nói ta làm mai cái anh này hơi lớn tuổi nhưng mà anh rất là hiền, mà thật chồng chị lớn chị 12 tuổi, rất là hiền, không rượu không thuốc, y như anh này nè, không bạn bè luôn nha, ông này kỳ trước ông đâu có bạn bè. Xong Hồi xưa ở Việt Nam chị làm việc gì? chị chỉ nội trợ không, nhỏ lớn chị chưa từng lăn ra ngoài đời, chị làm với má chị nhà mua bán kinh doanh đó, rồi chị giữ em, má chị sanh một tháng là chị giữ em á, chị nuôi con rất là khéo, chị nuôi bằng chai sữa đó, chị nuôi ba bốn đứa luôn đó, chị chưa từng ra ngoài kiếm tiền, bước qua Mỹ chị mới đi làm nè. Mà chị làm chị chưa từng ốp nha, chị bị chủ la hoài, chừng nào chị xỉu chị mới nghỉ, bệnh mới xỉu, mới nghỉ. Chủ mới nói Thủy ơi làm cả đời lắm, nếu mà Thủy không nghỉ á, bệnh rồi nghỉ 5 7 ngày nó còn hơn cái đó nữa, thà ốp ngày, cho nên giờ chị làm 6 ngày thôi, nếu chị có gia đình chị làm ít lại để mình lo trong việc nhà. Chị mà nói về nhà cửa bếp núc con cái là khỏi chê, tại vì chị rất là giỏi mà chị rất là sạch sẽ kỹ lưỡng.
tại vì chị đam mê nấu ăn cho gia đình, lo lắng nhà cửa nhiều hơn. Tại vì giờ chị rất là buồn, chị về chị buồn lắm, cho nên chị không muốn ớt, nhưng bây giờ chị phải ớt ngày. Thật ra thì khi mà chị báo tin là chị có bạn rồi đó, thì cũng có nhiều người coi video vẫn còn xin số điện thoại chị đó. Nhưng mà lúc đó là chị có bạn rồi nên em không có cho nữa. Mà với lại bây giờ em không biết là mấy người đó như thế nào rồi. Thì em cứ cho đi từ Thì 55 tới 60, 65 only thôi. Nhưng mà chị không cần cái đòi hỏi gì hết, chỉ bình thường thôi, mà đừng gia trưởng. Nghèo mà hạnh phúc là được rồi, chứ có tiền mà cầm quyền chị cũng không ham đâu. Rồi nói về người phụ nữ trong bếp, nếu chị đàn ông kiếp sau chị lựa người phụ nữ đơn giản, bếp núc sạch sẽ, cơm nước gia đình gọn gàng là chị number one này. Chị nói thiệt, đàn bà ít lăn lộn ra xã hội, chỉ lo cho gia đình là gứa tới. Chị nói thiệt, chị cái tâm niệm chị là vậy. ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là Dạ. chị sẽ lần này là chị sẽ cho em ăn đám cưới thiệt nha, đừng ăn đám cưới hụt nữa nha. Rút kinh nghiệm Cũng nha. cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Chị hy vọng Quỳnh cũng cho chị một cái hạnh phúc nho nhỏ từ chương trình của em. Chị cũng không có đòi hỏi cao sang, chỉ giản dị bình dân một cô gái miền Tây là được rồi. Chị chào Dạ. khán giả cho em ha. Dạ. Chị chào khán giả chị. Em xin chào khán giả, em cảm ơn khán giả đã theo dõi. Nếu thấy được xin khán giả share và like cho YouTube của Viên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn chị, ba chị rất ngon chị nha. Dạ.